Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của nhiều cơ sở y tế trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, thì lượng bệnh nhân đến các bệnh viện đã giảm khoảng 50%. Và cũng bởi sự lo ngại lây lan của dịch bệnh, nên nhiều phụ huynh lại có tâm lý e ngại không dám đưa con em đến các cơ sở y tế thăm khám. Và đó là lý do khiến nhiều trẻ đến viện trong tình trạng bệnh tình đã nặng nề. Bệnh nhi 3 tuổi này nhập viện cấp cứu do bị viêm phúc mạc ruột thừa. Theo các bác sĩ, chậm một chút nữa, trẻ có thể bị biến chứng nhanh, nhiễm trùng huyết và sốc. Điều đáng nói là bé có biểu hiện sốt và đau bụng cách đây một tuần, nhưng thay vì đưa con đi bệnh viện, gia đình lại tự điều trị tại nhà. Tâm lý chung của các phụ huynh đúng là không muốn đưa con đi bệnh viện để giảm cái nguy cơ lây nhiễm, thứ nhất là từ người khác, và thứ hai cũng có thể mình cũng là từ cái nguyên nhân đấy dẫn đến lây truyền cho người khác nữa. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 trẻ nhập viện cấp cứu, nhưng thời điểm hiện tại giảm còn khoảng 50 trẻ, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng do cha mẹ lo ngại lây nhiễm dịch bệnh nên không đưa con đi khám. Đối với trẻ em thì các bậc phụ huynh e ngại thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên thì nó phải rất là hợp lý vì trẻ diễn biến nặng rất là nhanh. Nếu có các cái dấu hiệu nặng như là bỏ bú, bỏ uống, ho, nặng, khó thở, sốt cao, co giật ly bì thì phải mang đến bệnh viện. Nếu không thì trẻ sẽ trở nặng nhanh và có thể ảnh hưởng đến tính mạng trẻ. Trong một số các trường hợp mà bố mẹ e ngại nhưng lại tự ý điều trị tại nhà thì đấy là một điều không nên, cũng có thể sai dẫn đến cái tình trạng nguy kịch đến tính mạng, ví dụ như là mấy cái trường hợp bỏng vừa rồi hoặc những cái trường hợp mà viêm phổi để nặng như vừa rồi. Thế thì trong trường hợp mà e ngại như thế thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì? Thì họ sẽ nên tra những cái số điện thoại của các cái trung tâm cấp cứu như chúng tôi hoặc những cái số của phòng khám hoặc thậm chí là các gia đình có bác sĩ nhi riêng chẳng hạn thì có hỏi ý kiến tham vấn để đưa đến bệnh viện cho nó an toàn nhất cho trẻ. Theo các bác sĩ, không riêng nguy cơ từ COVID-19, trong thời điểm giao mùa, trẻ rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, cúm. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi kỹ các triệu chứng của trẻ để sớm đưa con đến các cơ sở y tế. Tất cả những phụ huynh chăm con mình đều phải để ý khi trẻ có những dấu hiệu nặng, người ta gọi là 4 cái dấu hiệu toàn thân nặng là nên phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và thậm chí cấp cứu. Dấu hiệu thứ nhất đó là bỏ bú hoặc không uống được. Dấu hiệu thứ hai là nôn tất cả mọi thứ. Nôn tất cả mọi thứ có nghĩa là nôn nhiều và trẻ không đọng lại một chút gì trong bụng, kể cả bú, sữa hoặc uống nước. Thứ ba nữa là trẻ co giật, đương nhiên rồi, chỉ cần co giật đấy là dấu hiệu rất nặng của trẻ em, cần phải đưa ngay đến cơ sở gần nhất. Và cuối cùng là trẻ ly bì, khó đánh thức, đứa trẻ nó mệt lả, nó ly bì, không chơi như mọi ngày. Thì những cái dấu hiệu đấy gọi là dấu hiệu toàn thân, cần phải mang trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu. Một điểm nữa là một số những cái chú ý khác, ví dụ như trẻ sơ sinh mà có bất kỳ những cái biểu hiện bất thường nào như ho, sốt cũng đều phải mang đến. Rồi những cái biểu hiện viêm phổi trẻ nhỏ, trẻ dưới 2 tháng tuổi thì cũng phải mang đến viện để khám để ngăn chặn kịp thời những cái biến chứng nặng có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá hoang mang, bi quan với tình hình dịch bởi nhiều bệnh viện đã có quy trình sàng lọc, phân loại bệnh nhân ngay từ cổng vào. Do đó khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời, tránh để xảy ra các biến chứng đáng tiếc.